cái bộ cuốn thư mai đăng ký luôn đi. Rồi ok. Hơi nhạt tí nhưng thôi được rồi. Cô tên không? Tên luôn anh được không đây? Anh đánh màu màu sẫm màu nhạt thì tí nữa em chỉ anh màu. Vâng. Bản thảo anh màu sẫm. À thì đánh màu sẫm rồi. Vâng. Vâng vâng. Đây anh ký cái này. Nguyên đúng bộ này của anh luôn dễ. Đấy đằng sau em cũng đánh đấy nhưng mà em sẽ bớt lại cái chữ của anh. À. Em trà nó nhẵn đằng sau đấy. À. Này anh làm kỹ lắm. Vâng. Thì cái này em bộ này em còn anh ký nùi nùi lên trên tí để em trà dễ đấy. Thế thì tao ký chữ nhỏ không cũ để mỗi chữ nhỏ quanh là được. Được quanh lại. Vâng. Bảo sợ quay lại và anh em vùng hạng đúng rồi, anh ký lại anh vùng 2/9/2016 anh tên gì nhỉ? Anh Sơn ở Cẩm Giàng Hải Dương. Anh về đăng ký bộ cuốn thư mai điểu hàng VIP của Đồ Gỗ Thành Luân. Ở trong những bộ đẹp này, anh chọn bộ cuốn thư VIP cho nó vừa mới sản xuất ra quay clip hôm qua. Bây giờ anh về đăng ký bộ này là gỗ liền Đức Lưu Quang. Một cuốn thư đối mai họa điểu hóa rồng. Thế anh ký chữ bé chưa? Bên trên ý, chỗ này cũng được. Đây. Vì em còn được. Làm cẩn thận cho các anh đằng sau mà. Rồi. Mày lấy chữ nào chỗ này. Rồi. Rồi. Chữ ký của tao nhìn được. Giả làm sao được? Có bao nhiêu bộ để anh nhặt được bộ rồi. Hơi đâu mà ký là... đúng chữ ký mình nhận. Đây đoàn khách ở Bắc ở Quảng Ninh đang về xem hàng đồ gỗ Thành Luân. Bộ gỗ vẫn đẹp. Trong có nhiều chữ kỷ lắm ạ. Có lim, có giường hầm. Kho hơi tối. Nguyên là từ từ. Thì anh đang cầm bút đây là chủ nhân bộ cuốn thư cô đối này. Mai điểu.